Thưa quý vị và các bạn, để mang đến một không gian sống trong lành có lợi cho sức khỏe của cư dân, ban quản lý tòa nhà Moonland luôn luôn chăm chút xây dựng giữ gìn vệ sinh, chăm sóc môi trường sống hàng ngày. Muốn làm việc này đòi hỏi đặt ra công tác kiểm soát nhà thầu làm sạch tại tòa nhà một cách linh hoạt, chặt chẽ và khoa học. Cùng với việc kiểm soát về việc ký giờ ra vào an ninh tòa nhà, việc kiểm soát tương tự đối với nhà thầu làm sạch Hoàn Mỹ tại chung cư Moonland cũng được quan tâm và kiểm soát chặt chẽ. Sau đây tôi xin giới thiệu quy trình giám sát ký sổ ra vào của nhà thầu làm sạch Hoàn Mỹ tại tòa nhà Moonland. Nay vào giờ đầu ca thì mời các chị vào ký vào giờ, ký các chị ký đúng tên đúng hàng và ký đúng giờ vào làm việc. Trên đây là quy trình giám sát nhân viên làm sạch ký sổ ra vào tòa nhà chung cư Moonland. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.